Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thông tin ngày mới sáng thứ sáu ngày 21 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình Thông tin ngày mới ngày hôm nay. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với Huyện ủy Tiên Phước về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các đề xuất kiến nghị của địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị kiên quyết thu hồi những dự án bỏ hoang. Thưa quý vị, sáng qua tại thủ đô Hà Nội, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên khai mạc. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tham dự phiên khai mạc. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, từ đầu năm 2022 đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công kỳ họp thứ ba và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng từ sớm từ xa cho kỳ họp thứ tư, đồng thời chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội biên tập, xây dựng và gửi tới đại biểu Quốc hội như báo cáo giám sát, báo cáo chuyên đề, tài liệu, tạp chí nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ thiết thực cho kỳ họp thứ tư. Cũng trong phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Theo dự kiến, chương trình Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 21 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự, xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết. Chiều qua, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các đề xuất kiến nghị của địa phương. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung. Tiên Phước là địa phương dẫn đầu khu vực Trung du miền núi trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, huyện Tiên Phước xếp vị trí thứ nhất của cụm thi đua 9 huyện miền núi, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đề án 548 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại tạo những chuyển biến mới trong đời sống kinh tế của nhân dân địa phương. Tổng diện tích vườn hơn 5.880 ha, có 549 mô hình trồng cây ăn quả, 110 mô hình trồng tiêu Tiên Phước, giá trị thu nhập từ kinh tế vườn 120 triệu một ha. Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại đang tạo ra các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng sản xuất cây ăn quả, tạo vùng nguyên liệu tại chỗ, thực hiện các chuỗi liên kết trong sản xuất chế biến, tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể được chú trọng. Toàn huyện có 60 hợp tác xã, 20 sản phẩm được xếp hạng 3 sao, 12 sản phẩm xếp hạng 4 sao chương trình OCOP. Tại buổi làm việc, Huyện ủy Tiên Phước đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến lộ trình xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới, hướng đến huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cân đối bố trí vốn 150 tỷ đồng để triển khai xây dựng đường nội thị thị trấn Tiên Kỳ, hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng vùng sản xuất tập trung Tiên Châu, Tiên Hà, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão Noru và các đợt lũ vừa qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh cho rằng huyện Tiên Phước nên xem xét rà soát lại đề án đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu với nguồn lực phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung phối hợp tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện Tiên Phước, đảm bảo theo đúng quy định và tình hình thực tế của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị huyện Tiên Phước tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc như nợ động xây dựng cơ bản, tiến độ xây dựng các dự án, vấn đề thu hồi đất và tình trạng phạm tội ma túy. Nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, Tiên Phước tiếp tục tập trung công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó chú trọng xóa nhà tạm. Huyện Tiên Phước tiếp tục có các chính sách thu hút đầu tư, vận động xã hội hóa, xây dựng Tiên Phước trở thành mô hình làng quê thuần Việt để thu hút phát triển kinh tế du lịch. Nhiều nội dung trong 13 kiến nghị của huyện Tiên Phước đã được Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo giải quyết tại buổi làm việc.
các vấn đề liên quan khác sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan trả lời giải quyết trong thời gian sớm nhất. Sáng qua, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 105 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Ngô Thị Minh chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, các sở ngành địa phương tham dự. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo, thực hiện Nghị định 105 chính sách đầu tư phát triển giáo dục mầm non trên cả nước được các địa phương tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cả nước hiện có gần 30.800 cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ, nhất là vùng núi, vùng khó khăn. Về chính sách đối với giáo dục mầm non, đến nay có 34 tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết, quy định danh mục dịch vụ, định mức kinh tế kỹ thuật, khung giá và mức dịch vụ giáo dục mầm non, không sử dụng ngân sách nhà nước tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, 31 địa phương ban hành chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên, trẻ dân lập, tư thục ở địa bàn khu công nghiệp. Tại Quảng Nam, thực hiện Nghị định 105, tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết số 22 ngày 19 tháng 4 năm 2021 và Nghị quyết số 03 ngày 12 tháng 1 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ hơn 34 tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên, trẻ em. Hiện cả tỉnh có 286 trường mầm non, trong đó 226 trường công lập, 60 trường ngoài công lập và gần 800 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Mến ở huyện Thăng Bình. Ông Mến đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình tiến hành thực hiện bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử từ năm 2020. Bà Lê Thị Thúy Kiều, đại diện cho gia đình ông Nguyễn Đức Mến, trú thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình cho rằng, tháng 11 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Mến. Nhưng đến nay, qua gần 2 năm, Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình vẫn không thi hành bản án, đồng thời chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 4.937m2 cho ông Mến theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở ý kiến của các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhận định, vì đây là diện tích nằm trong đất rừng phòng hộ, đất công ích do địa phương quản lý. Nhưng trên nguyên tắc, Tòa án Nhân dân đã xét xử là thượng tôn pháp luật, không vì lý do gì địa phương không thực hiện bản án của tòa theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, đề nghị huyện Thăng Bình vào cuộc tập trung khẩn trương rà soát lại quỹ đất công ích, xem xét toàn bộ rừng phòng hộ trên địa bàn. Ngay trong tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình phải giải quyết dứt điểm trả lại quyền lợi hợp pháp cho công dân Nguyễn Đức Mến theo quy định của pháp luật. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các sở ban ngành liên quan về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 và sự cần thiết xây dựng đề án và kết quả thực hiện Nghị quyết số 38 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua triển khai Nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, vai trò các cấp ủy đảng, chính quyền tại các địa phương được nâng cao. Theo đó, thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo ban quản lý rừng, các phòng chuyên môn và đơn vị chức năng liên quan phát huy vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Để toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh được tổ chức bảo vệ thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao trong giai đoạn tiếp theo, việc xây dựng đề án quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 để thay thế Nghị định số 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là rất cần thiết, qua đó đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 38 của Hội đồng Nhân dân, đồng thời đề xuất khắc phục những tồn tại bất cập, có giải pháp tổ chức quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2023-2025 phù hợp với từng địa phương, nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, hạn chế người dân phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, nâng cao chất lượng rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời góp phần tích cực vào việc giải quyết lao động miền núi có công ăn việc làm ổn định, tăng cường an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Triển khai thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022. Cuộc thi được tổ chức hai đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 26 tháng 4 năm 2022 đến ngày 26 tháng 5 năm 2022, đã thu hút gần 25.000 thí sinh tham gia.
được hai cuộc thi với nội dung là những kiến thức cơ bản của pháp luật liên quan đến thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành tư pháp dành cho đối tượng thi là công chức, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Phòng 1, đợt 2, cuộc thi đã được tổ chức từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 đến ngày 27 tháng 9 năm 2022 với 440 thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi. Kết thúc phòng 1, ban tổ chức chọn ra 57 thí sinh có thành tích xuất sắc tham dự vòng 2. Vòng 2, cuộc thi được tổ chức theo hình thức tập trung vào sáng qua tại thành phố Tam Kỳ. Các thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính trong vòng 5 phút. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc. Ở nội dung tập thể, Phòng Tư pháp huyện Núi Thành giành giải nhất, giải nhì thuộc về Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ. Sáng qua, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyển đổi số phối hợp xây dựng website thực tế ảo VR360 chi tiết cho Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Theo đó, trong giai đoạn 1 từ đầu năm 2022 đến nay, Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn được xây dựng website thực tế ảo VR360 chi tiết cho toàn bộ di sản, tích hợp tính năng thuyết minh ảo, thuyết minh giới thiệu tổng quan, đưa mô hình 3D bảo tàng số lên vị trí map 3D Big Bird World. Giai đoạn 2 triển khai trong cuối năm 2022 và năm 2023, website thực tế ảo Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn được nâng cấp giao diện, cập nhật tính năng mới, tạo không gian triển lãm cho bảo tàng trên Metaverse để người xem có thể tham quan từ xa, nâng cao khả năng tương tác và xoay 360 độ. Sự kiện hợp tác nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng, tăng trải nghiệm cho khách tham quan Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, giúp Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, thực hiện công tác quảng bá, thu hút du khách trong và ngoài nước. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, sáng qua Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đến thăm và tặng quà cho trẻ em gặp khó khăn do thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quà mà Vinamilk trao tặng cho học sinh Quảng Nam trong đợt này là sữa và nước uống đóng chai với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. 1.955 thùng sữa, nước uống đóng chai đã được Vinamilk chuyển trực tiếp đến các điểm trường thuộc địa bàn các huyện Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My. Lượng sữa hỗ trợ của Vinamilk đợt này chủ yếu ưu tiên cho các cháu mầm non và học sinh tiểu học tại các điểm trường nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng trong các đợt bão lũ vừa qua. Các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk trao tặng chủ yếu là sữa tươi tiệt trùng 100%, sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM, thức uống trái cây Hero. Cùng các sản phẩm nước uống đóng chai này sẽ được nhà trường phân phát cho học sinh để các em có điều kiện bổ sung nguồn dinh dưỡng, phục hồi thể chất. Trước mắt sẽ giúp các em nhỏ được đảm bảo phần nào đối với các vấn đề thực phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ về thể chất và sức đề kháng để các em yên tâm đến trường. Được biết, trong đợt này, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã ủng hộ hơn 155.000 sản phẩm dinh dưỡng các loại với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho 3 tỉnh thành gồm Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, nhằm chia sẻ với người dân các tỉnh thành bị lũ lụt do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 và số 5 vừa qua. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, các dự án không đưa vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng sẽ kiên quyết thu hồi đất nhằm đẩy nhanh việc đưa đất vào sử dụng có hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước, tránh lãng phí. Đây là nội dung công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện việc rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với dự án công trình đã được giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra toàn bộ những dự án công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm, xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với dự án công trình vi phạm, kiên quyết thu hồi đất đối với dự án công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn, cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng. Trải qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử, áo dài luôn không ngừng biến đổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, truyền thống của người phụ nữ Việt. Hiếm có một trang phục nào vừa kiến đáo, chuẩn mực lại vừa tôn lên dáng vẻ thướt tha, mềm mại của người phụ nữ.
Bởi vậy, hiện nay tại Hà Nội vẫn còn những gia đình lưu giữ được nét văn hóa truyền thống bởi tình yêu và niềm đam mê với tà áo dài, góp phần tôn vinh di sản văn hóa của Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình Hà Nội gốc, ông bà, bố mẹ có truyền thống mặc áo dài và bản thân bà Thủy cũng được mặc áo dài từ khi còn nhỏ. Bởi vậy, hình ảnh áo dài đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành tình yêu, niềm đam mê của bà Thủy. Áo dài trở thành một phần không thể thiếu trong trang phục của bà. Không chỉ vậy, bà còn lan tỏa tình yêu đó đến các thành viên trong gia đình. Mỗi khi mà tôi mặc áo dài, tôi đều cảm thấy rằng thân, tâm và áo hòa thành một thể nhất như. Điều đó khiến cho tôi luôn phải tự tu dưỡng và rèn luyện bản thân để không chỉ có một hình thể đẹp mà phải có một tâm hồn đẹp để thể hiện ra là một người phụ nữ Việt Nam với tất cả những cái bản sắc riêng nhất trong cái tà áo dài. Các thành viên trong gia đình bà Thủy còn dành thời gian gặp gỡ, khoe nhau những tấm áo mới và chia sẻ với nhau về vẻ đẹp và giá trị của áo dài. Là thông gia của gia đình bà Thủy, ông Nguyễn Văn Giang cho rằng áo dài chính là khoảng lặng cân bằng giữa xã hội hiện đại và truyền thống, nó như là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Nhờ đó, áo dài luôn tồn tại phát triển qua các thời kỳ. Nó đạt được những cái yếu tố, những cái sở thích của xã hội, cả quá khứ lẫn hiện tại. Cho nên là chính vì thế nên áo dài khi mặc vào cảm thấy có cái gì đó. Mình tự hào, mình là người mà sinh ra ở một cái quốc gia mà có cái trang phục rất là đẹp. Và từ cái lòng tự hào đó thì mình thấy là mình yêu bản thân, yêu gia đình, yêu cộng đồng và nó phát triển lên thành một cái tình yêu dân tộc, quốc gia. Trong cuộc sống, có những thứ chỉ duy trì ở góc độ bảo tồn, giá trị sử dụng trong xã hội hiện đại rất ít. Nhưng áo dài thì luôn luôn có sức sống bền lâu. Người mặc áo dài thể hiện được nét đẹp của phụ nữ truyền thống, nhưng vẫn thời trang và quyến rũ. Với phụ nữ sẽ có được duyên thầm khi mặc áo dài, còn đàn ông thì lại toát ra vẻ mạnh mẽ. Bọn em quyết định là chọn áo dài làm trang phục để chụp ảnh cưới vì áo dài là một nét đẹp văn hóa rất là đặc biệt của người Việt Nam. Và bọn em muốn tiếp nối cái nét đẹp đó khi mà lưu giữ lại được những cái kỷ niệm trong những bức ảnh này thì để chia sẻ về cho cái thế hệ sau. Với người Việt, tà áo dài từ xưa đến nay luôn có một vẻ đẹp vĩnh cửu không bao giờ thay thế được. Bằng tình yêu đặc biệt với áo dài, bà Thủy đã có mặt tại nhiều sự kiện và truyền cảm hứng đến với bạn bè không chỉ trong nước và cả nước ngoài. Qua đó góp phần lan tỏa tình yêu cũng như tôn vinh áo dài, di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng về quản lý giám sát việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản. Thời gian qua, các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với khối lượng tương đối lớn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, để đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển ổn định bền vững, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng có các giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản phát triển ổn định bền vững minh bạch. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Xây dựng thường xuyên cung cấp thông tin cho Bộ Tài chính về tình hình của thị trường bất động sản và các rủi ro để phối hợp quản lý. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 10, tại xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, 186 hộ tiểu thương ở chợ Bà Rén cũ đã chính thức di dời sang chợ Bà Rén mới. Đây là những tiểu thương không có giấy lưu mãi ở chợ cũ, được vận động vào chợ mới. Chợ Bà Rén mới tại xã Quế Xuân 1 được xây dựng trên diện tích hơn 7.000 m2 với 4 phân khu, gồm khu bán rau củ quả, ăn uống, khu bán cá thịt, khu tạp hóa và khu vải may mặc. Sau khi hạ tầng khu chợ hoàn thiện, hệ thống điện nước, hệ thống chữa cháy, khu xử lý chất thải được xây dựng đảm bảo, chính quyền xã Quế Xuân 1 đã tổ chức di dời 186 hộ tiểu thương không có giấy lưu mãi ở chợ Bà Rén cũ sang chợ Bà Rén mới để kinh doanh buôn bán. Thì lúc ban đầu thì mà mới vô chợ mới thì có thấy chợ mới là rất là khang trang, sạch sẽ,
như là nói chung là ở trang và ngoài chợ chỉ đều có đường đi lối bước hết, là rộng rãi và thoải mái. Nói chung là bà con đi chợ là ok. Còn về mua bón thì lần đầu tiên vô đây mua bón thì có thấy mua giờ mua bón rất là đắt đỏ. Thì tôi được sự di dời của lãnh đạo địa phương ở đây di dời vô chợ mới, thì vô đây thì tôi thấy chợ quá hoành tráng, rất là khang trang, sạch sẽ, thoáng mát. Bọn chúng tôi buôn bán ở đây sáng trời cũng thấy rất là phấn khởi, tự hồ là cán bộ địa phương mình cũng rất là quan tâm cho bà con dân ở địa phương. Để di dời tiểu thương ở chợ Bà Rén cũ sang chợ Bà Rén mới, thời gian qua huyện Quế Sơn đã tích cực vận động tuyên truyền và giải quyết vấn đề lưu mãi cho các hộ tiểu thương ở chợ Bà Rén cũ. Sau nhiều cuộc làm việc để tạo điều kiện cho tiểu thương, huyện Quế Sơn thống nhất thời hạn ký hợp đồng thuê mặt bằng tại chợ Bà Rén mới là 20 năm theo vòng đời của chợ, miễn tiền thuê mặt bằng 3 đến 7 năm tùy theo nhóm đối tượng. Thế nhưng nhiều tiểu thương có giấy lưu mãi vẫn chưa thống nhất, trong đó có người yêu cầu miễn thuê mặt bằng 50 năm, 20 năm mới di dời vào chợ mới. Thì hiện nay là còn 180 hộ là có giấy lưu mã. Thì trong thời gian đấy là chỗ lãnh đạo địa phương là tiếp tục mời bà con ra họp để tuyên truyền vận động. Rồi mời bà con vô chợ mới để tiếp tục kinh doanh cho nó đảm bảo ổn định cái việc lao giờ của địa phương trong thời gian đấy. Rồi về cái đất của chợ cũ thì sẽ quy hoạch thành cái khu công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí để phục vụ cho cái mục đích công cộng chung của địa phương. Việc tiểu thương di dời vào chợ Bà Rén mới sẽ rất thuận lợi cho người dân mua bán hàng hóa, đảm bảo an toàn, mỹ quan và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Tiếp tục chương trình là một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, hôm qua chính phủ Đức đã thông qua kế hoạch chi 6,3 tỷ euro, tương đương khoảng 6,1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm nhằm tăng cường việc triển khai các trạm sạc pin dành cho xe điện trên phạm vi cả nước. Đây được xem là một phần trong nỗ lực quốc gia hướng tới phát thải ròng bằng không. Bộ trưởng Giao thông Đức Volker Wissing khẳng định với kế hoạch trên, chính phủ Đức muốn đẩy nhanh việc mở rộng cơ sở hạ tầng, tích hợp việc thu phí, đơn giản hóa quy trình, từ đó tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng xe điện trong việc nạp nguồn năng lượng thân thiện với môi trường này. Theo ông, Đức hy vọng thị trường xe điện sẽ tăng theo cấp số nhân trong những năm tới và chính phủ cũng sẽ nỗ lực hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển từ xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Dự kiến kế hoạch trên sẽ tăng gấp 14 lần số lượng trạm sạc trên cả nước, lên 1 triệu trạm vào năm 2030 so với mức khoảng 70.000 trạm sạc hiện nay và chủ yếu tập trung tại các thành phố. Ngoài việc triển khai lắp đặt trạm sạc pin, Đức cũng đặt mục tiêu tăng số xe điện từ 1,5 triệu xe hiện nay lên 15 triệu xe điện trên cả nước vào năm 2030. Để ứng phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay, Liên minh châu Âu-EU đang tính đến phương án cấm TV thế hệ mới 8K tại thị trường châu Âu, dự kiến sẽ triển khai sớm nhất vào năm 2023. Theo quy định mới về mức tiêu thụ điện năng tối đa mà TV mới sản xuất phải tuân thủ, thì TV 55 inch bán tại thị trường châu Âu phải có mức tiêu thụ ít hơn 84 kW. Hiện tại TV 4K đã đáp ứng quy định mới của EU, trong khi hầu hết các TV 8K chưa đáp ứng. Các nhà sản xuất TV 8K sẽ phải điều chỉnh để sản phẩm đáp ứng mức tiêu thụ điện, nếu không mặt hàng này sẽ bị cấm bán ở châu Âu từ tháng 3 năm 2023. Nhiều hãng sản xuất thiết bị điện tử đã tuyên bố không thể tuân thủ các tiêu chuẩn này. Dự kiến EU sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối năm nay. Thưa quý vị, ít nhất 21 trường hợp tử vong vì ngộ độc methanol tại Peru. Nguyên nhân là do nghi ngờ đồ uống có cồn đóng chai bị nhiễm hợp chất độc hại. Các trường hợp ngộ độc nằm la liệt trên đường phố, một vài trường hợp đã được đưa đi cấp cứu, nhưng đa số đều không qua khỏi trước khi các nhà chức trách đến. Sau vụ việc, giới chức Peru đã tiến hành rà soát, điều tra, lấy mẫu các loại rượu đang được bày bán tại khu vực này để tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Theo Viện Methanol, một hiệp hội thương mại toàn cầu, methanol được thêm vào đồ uống có cồn như một giải pháp thay thế rẻ hơn cho ethanol. Các triệu chứng của ngộ độc methanol bao gồm đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, mờ mắt, co giật, hôn mê. Người uống từ 24ml trở lên có thể nguy cơ tử vong cao. Sau một thời gian dài phát triển và thử nghiệm ở nhiều điều kiện vận hành khác nhau, Rolls-Royce đã chính thức trình làng mẫu xe hai cửa chạy điện Spectre. Đây cũng là chiếc xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe siêu sang đến từ Vương quốc Anh. Spectre là một chiếc coupe sang trọng dự kiến sẽ có giá bán nằm giữa chiếc SUV Cullinan 350.000 đô và Phantom với giá 460.000 đô. Với thiết kế bắt mắt, góc cạnh cùng nhiều đường nét hiện đại, mẫu xe siêu sang này như một làn gió mới đem đến sự thay đổi đột phá cho thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc.
Hiện tại thương hiệu chưa chia sẻ các thông số kỹ thuật chi tiết của xe và chi tiết lộ bộ pin có trọng lượng khoảng 700 kg. Hệ thống pin này sẽ giúp Spectre đi được 520 km sau mỗi lần sạc. Rolls-Royce dự kiến những chiếc xe Spectre đầu tiên sẽ được giao đến khách hàng vào cuối năm 2023. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Và tiếp theo là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 92%, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 78 đến 88%, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 76 đến 86%, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 92%, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 64 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Brown mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%, gió nhẹ.